Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ước đạt 33,42%. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng tiếp tục được tăng cường. Các dự án khu dân cư, nhà ở thương mại được quản lý chặt chẽ theo quy định. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản. Các dự án bất động sản đủ điều kiện huy động vốn, các dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản tại các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc triển khai kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 33 dự án nhà ở thương mại đã ký hợp đồng và đang triển khai thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 4, đến năm 2025 đạt tiêu chí cấp thị xã. Huyện Lương Sơn định hướng quy hoạch phát triển đô thị sinh thái, thông minh, xanh, các dịch vụ nghỉ dưỡng kết nối đồng bộ với đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội, lấy sông Bùi, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, đường Vành Đai 5, đoạn qua địa bàn huyện làm trục không gian phát triển của địa phương, triển khai các giải pháp đẩy nhanh các dự án công trình quan trọng, mục tiêu kết nối vào năm 2025, gồm các tuyến đường liên kết nối từ quốc lộ với khu công nghiệp Nhuận Trạch, đường kết nối từ thị trấn Lương Sơn với các khu chức năng, huy động các nguồn lực thu hút đầu tư theo quy hoạch, xây dựng huyện là trung tâm hậu cần, dịch vụ và hạt nhân vùng động lực phát triển công nghiệp phía đông bắc của tỉnh, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, thương mại ở những khu vực có tiềm năng và lợi thế. 6 tháng đầu năm nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lạc Thủy đã tiếp nhận và bàn giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết 689 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn là 622 hồ sơ, đạt 97,8%. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 74,1%. Cấp xã tiếp nhận 3.676 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn là 3.609 hồ sơ, đạt 99,5%. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 88%. Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Lạc Thủy tích cực tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đang làm việc tại bộ phận cơ chế một cửa, từ đó tạo bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính, góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đường tỉnh lộ 445 từ phường Kỳ Sơn đi Pheo Trệ, Ba Vì, Hà Nội qua các xã Thịnh Minh, Hợp Thành, thành phố Hòa Bình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến giao thương, thúc đẩy kinh tế xã hội. Đặc biệt, đoạn đường khoảng 2 km đi qua tổ 10-11 của phường Kỳ Sơn, mặt đường lồi lõm, xuất hiện những hố lớn khiến cho việc di chuyển của người và phương tiện qua đây có thể gặp nguy hiểm. Theo người dân tại khu vực này cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, dù vẫn được nhà nước đầu tư tiến hành tổ chức duy tu sửa chữa và víu, nhưng hàng ngày hàng đêm các loại xe tải lớn chở cát khai thác ở sông Đà chạy liên tục, khiến đường tỉnh lộ 445 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Các hộ dân sống dọc đường tỉnh lộ 445 mong mỏi một con đường mới và kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý các phương tiện vận tải có tải trọng lớn, chở quá tải trọng đi qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện vào đầu tháng 6 đến tháng 8 và bước vào đỉnh dịch từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm nay, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện và lan nhanh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ ghi nhận số ca mắc tăng cao, dịch sốt xuất huyết đã có những diễn biến phức tạp với nhiều ca chuyển nặng và đã có nhiều ca tử vong. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cứ vào mùa hè, gia đình bà Nguyễn Thị Hậu, xóm Đồng Chuối, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn lại đối mặt với nguy cơ liên quan đến dịch sốt xuất huyết. Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nóng ẩm, mưa nhiều càng là điều kiện thuận tiện cho các loại dịch bệnh mùa hè bùng phát, trong đó có dịch sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngay khi được cán bộ trạm y tế xã hướng dẫn, gia đình bà Hậu đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch.
Chúng tôi tư vấn là cho bà con là nhà ai có chum vại mà những cái đồ dùng chúng ta để đọng những cái nước mưa vào á, là muỗi vào đó để trứng ra là nở vung quăng thì là đấy là cái nguồn lây bệnh truyền nhiễm cái bệnh sốt xuất huyết hàng năm như vậy. Thế chúng tôi tuyên truyền cho bà con là như vậy, thì bà con thường những cái mà vật đồ dùng của hộ gia đình chúng ta ấy, mà đọng nước ấy, thì chúng tôi tư vấn cho bà con là chúng ta phải đổ hết nước đi và úp xuống. Còn mỗi một tuần ấy, thì là trong cụm dân cư chúng tôi là tư vấn cho bà con là cứ chiều thứ bảy hoặc là buổi sáng của ngày chủ nhật thì là chúng tôi vẫn cho bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, các cống rãnh, khơi thông cống rãnh này. Không chỉ ở trạm y tế xã Tân Vinh, ngay từ đầu tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn đã ban hành kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh mùa hè, trong đó đặc biệt là dịch sốt xuất huyết. Tuyên truyền cho bà con hiểu về bệnh sốt xuất huyết và nguy cơ của bệnh sốt xuất huyết bằng dưới những hình thức như phát thanh, loa phát thanh của huyện, của xã, phối hợp các cơ quan đoàn thể tổ chức các chiến dịch diệt loang quang bọ gậy, thu gom các rác phế liệu. Địa bàn có nhiều muỗi như vùng rừng núi hay là những cái địa bàn mà đã xuất hiện các ca sốt xuất huyết thì chủ động tuyên truyền cho người dân tổ chức phun hóa chất diệt muỗi và ngủ màn để phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một bệnh nhân ở huyện Lương Sơn, một bệnh nhân ở huyện Đà Bắc, hai bệnh nhân tại huyện Yên Thủy và hai bệnh nhân ở huyện Lạc Sơn. Dù chưa xuất hiện các ổ dịch, tuy nhiên ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân không nên chủ quan và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chúng ta phải vệ sinh môi trường sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để cho muỗi không có nơi đẻ trứng và trú đậu để đốt người. Đối với người dân chúng ta phải ngủ màn, mặc quần áo dài phòng chống muỗi đốt ngay cả ban ngày. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Cái thứ 6 là khi người dân chúng ta bị sốt thì chúng ta phải nên đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không được tự ý điều trị tại nhà. Bộ Y tế khuyến cáo số ca mắc thời gian tới có thể gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, nhiều trường hợp hậu COVID-19, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có biểu hiện nặng bất thường và dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, người dân cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt, có thể thả cá để diệt loang quang. Khi có biểu hiện sốt cao, đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ bao phủ rừng của huyện Yên Thủy đạt trên 44%. Phát huy lợi thế của địa phương, tập trung phát triển sản xuất kinh tế đồi rừng nhằm nâng cao đời sống của người dân, đồng thời góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Đây là một trong những nhiệm vụ được huyện Yên Thủy xác định là trọng tâm, mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xóm Yên Tân, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy có 1.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó trên 200 ha rừng phòng hộ, gần 800 ha rừng sản xuất. Những năm qua, thu nhập của người dân xã Lạc Lương chủ yếu dựa vào trồng rừng. Vì vậy, công tác trồng và chăm sóc rừng của người dân được đẩy mạnh. Nhờ trồng rừng mà thu nhập bình quân của 300 hộ dân xóm Yên Tân đạt 36 triệu đồng một người một năm. Từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xóm đã giảm xuống còn 20%. Đặc biệt có những hộ dân thu nhập từ trồng rừng vài trăm triệu đồng một chu kỳ khai thác từ 5 đến 7 năm. Rừng, tại vì là đã chia cho từng hộ rồi mà. Đấy, mình phải có trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm mà chăm bón, mà bảo vệ. Nếu mà không có cái nguồn trồng keo, trồng rừng thì chắc là vẫn còn vất vả nhiều. Huyện Yên Thủy hiện có tổng diện tích đất rừng phòng hộ trên 3.280 ha, đất rừng sản xuất trên 7.800 ha. Trong những năm qua, xác định trồng rừng nguyên liệu tạo điều kiện để phát triển kinh tế bền vững là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, Yên Thủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho người dân, cùng với những chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời. Nhờ đó mà nhận thức của người dân về lợi ích từ rừng ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ gia đình đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có từ đồi rừng để tăng thu nhập cho gia đình. Với chu kỳ khai thác từ 5 đến 7 năm, bình quân thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng một hectare, hiện nay kinh tế đồi rừng ở huyện Yên Thủy đã trở thành hướng đi tích cực
trong giảm nghèo cho người dân trên địa bàn, nhất là ở những vùng khó khăn. Có những hộ giàu lên nhờ trồng rừng. Đấy, trong thời gian tới thì cũng thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo hạt thì kiểm lâm địa bàn cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ban các ngành của xã để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu về cái tầm quan trọng của rừng, tuyên truyền cho bà con nhân dân về công tác khai thác rừng và khai thác rừng phải trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật và đảm bảo cho cái trữ lượng rừng được đảm bảo cũng như là phòng chống các nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô. Hiện nay, huyện Yên Thủy tiếp tục tập trung chăm sóc bảo vệ rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng sau khai thác, khảo sát chuyển đổi những diện tích rừng lau lách không có hiệu quả kinh tế sang trồng rừng nguyên liệu, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng cho người dân, đồng thời duy trì tỷ lệ bao phủ rừng của huyện Yên Thủy đạt trên 44%, góp phần vào bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại một số địa phương trong tỉnh. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ.